Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thế Giới Máy sẽ giới thiệu đến các bạn về sản phẩm mới máy bơm xuồng chuyên để tưới cho cây hoa trái, hoa màu và tưới cho khô hạn. Dòng máy bơm xuồng này có thể thả xuống nước nổi và có thể kéo đi theo những rạch mương trồng cam quýt hoặc là nhất là ở miền Tây nha các bạn. Đây, nó là một cái xuồng nhỏ bằng nhựa. Và trên máy sử dụng động cơ 2 thì bơm nước. Và dưới này là có một cái đôi vế này bơm. Ở dưới gầm này các bạn, đây là đường ống nước vào. Hiện tại thì đi theo máy là có một cuộn dây là dài 6m, dây bơm dẫn nước, bình pha xăng với nhớt nha các bạn, bình pha nguyên liệu. Và đi theo máy có hai đầu bếp chỉ tưới nước, đầu bếp này đầu bếp dẹp tưới xa, đầu bếp này đầu bếp tưới dạng hoa sen. Gồm một bịch phụ kiện và sách hướng dẫn sử dụng. Máy bơm xuồng CS43. Sau đây tôi sẽ đưa máy ra ngoài chạy thực địa cho các bạn xem. Thế Giới Máy rất hân hạnh đồng hành cùng bà con nông dân. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.